Chúng ta có 50 phút để nghe Pháp. Giờ này là đã 8:40. Chúng ta nghe Pháp tới 9:30 là chúng ta bắt đầu đi nhiễu Phật. Arahang sama samputo pakwa putang pakwantang phiwa demi Svakhato Bhagavata Thammo Thamma Namasami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangham Namami. Đệ tử xin thành kính lễ lễ Đức Thế Tôn bậc ưng cúng chánh biên tri. Đệ tử xin thành kính lễ lễ giáo pháp được khéo thuyết bởi Đức Thế Tôn. Đệ tử xin thành kính lễ lễ Đức Thế Tôn. Đảnh lễ chư Thinh Văn đệ tử Thế Tôn bậc thiện hạnh. Nguyện nhờ ông Tam Bảo, Đức Phật giáo pháp và tăng chúng xin hộ trì đến toàn thể quý tu nữ và chư thị nam tín nữ có mặt trong pháp hội, mong cho tất cả được sự an vui tiến hóa, thành tựu phước báo viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý tu nữ và chư Phật tử. Sáng hôm nay là ngày cuối tháng 9. Sở dĩ chúng ta nói như vậy là bởi vì chùa Xu Lý từ xưa đến bây giờ thông lệ là làm lễ dân y Ca Thí Ná. Nếu năm nào mà tháng 9 đủ thì chúng ta sẽ cử hành lễ dân y vào cái ngày 30 âm lịch tháng 9. Còn nếu như mà tháng thiếu như năm nay thì chúng ta sẽ cử hành lễ dân y vào ngày 29 tháng 9 âm lịch. Cho nên hãy cứ cuối tháng 9 âm lịch thì chúng ta làm lễ dân y Ca Thí Ná. Hôm nay có một vấn đề sư cũng chia sẻ với quý vị. Từ sáng đến giờ khi mà sư bước chân qua ở chùa Xu Lý, vì sư cũng có một phần trách nhiệm ở đây, cho nên bao nhiêu cái việc phiền toái thì cũng đều đem báo cho sư biết. Nhưng mà thay vì phiền não, sư không có phiền não, và sư lấy đó làm đề tài để sư thuyết pháp cho các Phật tử chúng ta nghe. Chúng ta tụ họp lại và đồng cộng nghiệp làm phước, đồng sống trong thiện pháp thì đó là một điều tốt. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải lưu ý rằng là hễ mà chúng ta tạo cái phước do chúng ta tập trung lại nhiều đông đảo thì cái hội chúng phàm phu thế nào cũng có cái sự phiền toái. Bởi vì chính người là mười ý. Do đó chúng ta cần phải lưu ý có những cái thiện pháp, mặc dù chúng ta tu tập chúng ta không có vui lắm, nhưng cái sự tu tập những cái thiện pháp đó nó lại ít có phiền não. Bởi vì cái sự tu tập đó, Ekayado Makvo, là con đường độc hành, là chúng ta tu tập chỉ riêng của mình thôi. Đó là chúng ta tu tập giữ giới và chúng ta tu tập thiền định. Tu tập giữ giới là tạo phước đức. Chúng ta cũng ngồi im lặng để chúng ta an trú vào tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Cứ ngồi như vậy chúng ta im lặng, chúng ta nghĩ rằng mong cho ta được sự an vui, mong cho ta không có sự khổ đau,
Sukhi Hobu Homi Duk Nidukho Homi. Và chúng ta liên tưởng mong cho tất cả chúng sanh được sự an vui, mong cho chúng ta tất cả chúng sanh được thoát khỏi sự khổ đau. Đó là chúng ta tu tập phước đức, tu tập mình thôi, không có vui lắm, nó không có nhộn nhịp, nó không có áo trắng, áo đỏ, áo vàng, áo xanh, không có cờ phướng rợp trời, và không có cái sự chen lấn với nhau. Đi một mình thôi. Cho nên có nhiều người họ nói là tu như vậy nó chán lắm. Cũng như chúng ta thiền định vậy, chúng ta lập cho mình cái thời khóa biểu, sáng sớm thức dậy, sau khi một vài động tác đi tới đi lui để cho chúng ta tỉnh ngủ, rửa mặt sạch sẽ và tắm rửa xong, chúng ta bắt đầu ngồi lại trước kim thân của Đức Phật. Chúng ta bắt đầu hướng tâm lễ Phật, lễ Pháp, lễ Tăng, và chúng ta giữ chánh niệm tỉnh giác với cái sự sanh diệt của hơi thở, sanh diệt của cảm thọ và cái sự sanh diệt của tâm. Chúng ta tu tập như vậy là chúng ta tu tập chỉ có một mình Ekayano, chúng ta đi một mình thôi, chúng ta không có đi với hội chúng, chúng ta đi không có đi với cái người thứ hai, và do đó chúng ta ít có sự phiền toái, nhưng mà nó đơn độc, nó không có vui, nó không có nhộn nhịp, không có ồn ào. Còn khi mà quý vị đi đến chùa mà cùng Hùng Phước để làm cái lễ dân y, làm cái lễ trai tăng, rủ nhau 200-300 người đi đến mà để cúng dường cho 50-100 vị tỳ kheo thì nó đông vui đó, nó nhộn nhịp đó. Nhưng mà cái hội chúng phàm phu của chúng ta thì nó không có được cái sự yên tĩnh như là hội chúng của Bậc Thánh. Vì sao vậy? Cái hội chúng của Bậc Thánh, một lần khi mà Đức Vua A Xà Thế, A Chà Tá Sa Tú, vào một đêm trăng, Vua ngỏ ý với các vị đại thần chỉ cho vua đi đến bái kiến một cái vị đạo sư nào đó. Thì lúc bấy giờ Quan Ngữ Y Chi Quá Cá, đệ tử của Đức Phật, mới đề nghị với Đức Vua hãy đi đến ý kiến Đức Thế Tôn Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác, ngài đang ngự tại cái vườn xoài của hạ thần. Đức Thế Tôn với cái hội chúng vây quanh là 1250 vị tỳ kheo, cái con số mà 1250 người thì quý vị biết là con số đó không phải là ít. Chúng ta bây giờ nhiêu đây có nhiêu, giỏi chừng là 60 người, 100 người là cùng. Nhưng mà chưa chi cả là sáng giờ sư thấy rất ồn ào. Trong khi đó thì ông vua đi xe đến cái chỗ mà xe không còn đi được thì ông ta xuống, ông ta lộ bộ đi vào trong vườn xoài. Trong cái cảnh đêm trăng thanh vắng, không có một tiếng động, từ đằng xa vẫn nghe im lặng,
Thế thì ông vua ông khởi lên cái sự sợ hãi. Ông nghĩ rằng là chiêu cá dụ nhà vua đến đây để ám sát, chúng ta hốt quá sợ hãi nắm sẵn cái đốc gươm. Thì quan đại thần, quan ngự y chiêu cá nói: tâu đại vương, đại vương chớ có sợ hãi, hạ thần không có hại đại vương đâu, đại vương hãy đi thêm chút xíu nữa sẽ gặp được Đức Thế Tôn với hội chúng tỳ kheo. Thì đi tới đó Đức vua cũng vẫn nghe im lặng. Quan ngự y chiêu cá mới chỉ rằng cái ngọn đèn leo lét ở phía trước mà đại vương thấy đó, ngồi ở chính giữa cao hơn, đó chính là Đức Thế Tôn, và quay vây quanh ngài ngồi yên lặng như những pho tượng đó, đó chính là 1250 vị tỳ kheo. Ông vua đi đến sát bên cũng thấy như vậy, ông hoan hỷ quá, lông tóc dựng ngược, ông rỡn ốc, ông nghĩ rằng cái hội chúng này được Đức Thế Tôn khéo huấn luyện, 1250 vị tỳ kheo mà ngồi ở trong cái trạng thái yên tĩnh, không có một lời nói, không có một tiếng ho, không có một tiếng thằng hắn. Ông vua chờ cho Đức Thế Tôn ngài lên tiếng thì ông ta mới đến đảnh lễ Đức Phật. Và bạch Đức Thế Tôn, cái hội chúng ngài quá là yên tĩnh, con mong rằng hoàng tử Abhayá của con cũng sẽ được, sau này nó lớn lên nó cũng sẽ được yên tĩnh như các vị tỳ kheo đệ tử ngài. Cho nên cái hội chúng phàm phu của chúng ta thì nó ồn ào lắm, đi làm phước cũng ồn ào nữa. Lý do là vì mỗi một con người chúng ta đó, ai cũng còn ba cái ngọn lửa: lửa tham, lửa sân, lửa si. Trong cái lửa tham, lửa sân, lửa si đó, nó còn có những cái ngọn lửa phiền não nhẹ nhàng hơn chút, tức là cái sự ngã mạn, cái sự ganh tị tật đố, cái sự bỏn kẹt sẻn. Do đó khi mà chúng ta ngồi hội họp với nhau, đi đến với nhau, chúng ta không bằng lòng với nhau. Nhiều khi đi đến chùa, người này nhìn người kia sẽ có sự so đo, người này mình đẹp hơn người khác hay là người khác đẹp hơn mình, mình giàu hơn người khác hay là người khác giàu hơn mình, cứ so đo như vậy. Lúc đó chúng ta bỏ quên cái thiện pháp, chúng ta bỏ quên cái mục đích ban đầu, không biết là mình đi đến đây để làm cái gì. Cho nên chúng ta không nhớ rằng chúng ta đến đây là để làm phước, chúng ta phải giữ cái tâm niệm thiện. Chúng ta quên cái vụ đó đi, cho nên mới có cái sự chinh mít với nhau, mít lòng với nhau. Do đó chúng ta kết luận một điều á, phước vật thì cần thiết, cũng cần thiết vì để chuẩn bị cho đời sau, còn sanh tử luân hồi chúng ta không bị đói khát, không bị nghèo khổ. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng chúng ta phải tu tạo thêm cái phước đức và phước trí nữa. Mặc dù khi mà chúng ta tu tập thiện pháp, tạo cái phước đức và tạo cái phước trí, thì chúng ta không có vui vẻ, không có nhộn nhịp, không có rộn ràng. Nhưng mà cái đó nó giúp cho thiện pháp của chúng ta tăng trưởng nhiều hơn. Còn khi mà chúng ta tạo cái phước Phật á, chúng ta hãy cẩn thận. Thì ở đây thưa quý vị, bây giờ sư muốn nói đến cái điều này là người Phật tử chúng ta khi mà tu tập thiện pháp á, trước khi chúng ta đi đến chùa, trước khi chúng ta làm phước trong ngày hôm nay, đêm hôm qua là chúng ta đã chuẩn bị
cái tư tưởng thiện của chúng ta bằng cách là chúng ta quán xét qua về cái nỗi khổ sanh tử luân hồi, quán xét qua về cái khổ do mang cái thân ngũ uẩn này phải bị già, bị bệnh, bị chết. Đời này mà được sanh làm người, nhưng mà những kiếp xa sao đó chúng ta rất có thể là phải bị sanh xuống địa ngục hay ngạ quỷ súc sanh ở tu la, thì chúng ta càng khổ nhiều. Sau khi chúng ta suy quán như vậy đó, thì bắt đầu chúng ta nghĩ ngày hôm nay ta đi đến chùa để làm phước, để tạo cái phước hạnh đưa đến đạo quả giải thoát trong tương lai, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng mà chúng ta không quên, lúc nào chúng ta cũng an trú trong giới luật, trong giới hạnh của mình. Chúng ta lúc nào cũng an trú về tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Và lúc nào chúng ta ngồi lại, chúng ta cũng không có chuyện gì cần phải làm. Trong khi chương trình lễ chưa đến thì chúng ta nên giữ cái chánh niệm. Ngồi đó chúng ta suy quán, bởi vì cái thân này, thân ngũ uẩn này nó chỉ có hai thành phần thôi. Nó ngũ uẩn nhưng mà thọ tưởng hành thức thì nó là danh uẩn. Còn cái thân tứ đại này là sắc uẩn. Chúng ta chỉ nhớ danh và sắc thôi. Luôn luôn có sanh có diệt. Chúng ta nhớ chỗ đó. Thì người Phật tử chúng ta khi mà chúng ta tạo cái việc phước như vậy đó, thì chúng ta mới đưa đến cho mình một cái sự an lạc. Đây cũng là một lý do quý vị phải tự đáp số, phải tự giải đáp thắc mắc. Có nhiều người họ nói rằng họ đi chùa lâu năm, nói là đi chùa lâu năm, nhưng mà tại sao vẫn bị phiền não, vẫn bị đau khổ, cuộc sống vẫn gặp nhiều cái sự bất trắc. Cái này đâu phải là do Phật không linh đâu. Nhưng mà quý vị biết tại sao chúng ta đi chùa lâu năm mà vẫn bị phiền não không? Tại vì chúng ta đi chùa kiểu gì? Tâm chúng ta đi chùa kiểu gì? Là tâm bất thiện không? Tâm tham, tâm sân, tâm si. Thì thử hỏi làm sao mà chúng ta có thể được an vui? Không thể được an vui được. Thế cho nên người Phật tử chúng ta nên biết rằng đi chùa là một lẽ, mà hành thiện pháp là một lẽ. Nếu mà đi chùa để mà hành thiện pháp thật sự thì mới có cái sự an vui. Càng đi chúng ta càng thấm thía, chúng ta càng an lạc. Cái sự đời nó bỏ đi, cái sự khen, sự chê, đặng mất vinh nhục, vui khổ ở trong cuộc sống nó chỉ là những bước thăng trầm thôi. Thế thái nhân tình nó là như vậy. Người ta nói nhân tình trường đoạn gia gia hữu, thế thái diêm lương xứ xứ đồng. Cái lòng người ngắn dài, nhà nhà đều có hết, mỗi nhà mỗi cảnh. Nó phiền phức gây gỗ với nhau, không ai là yên ổn cả. Không có chùa nào mà yên ổn hết. Thế còn ở dưới ánh nắng mặt trời này và trên quả đất này là chúng ta còn bị phiền toái. Thế thái diêm lương xứ xứ đồng. Cái thời tiết nóng lạnh ở xứ nào cũng có, chứ chúng ta đừng nói rằng ở ngoài đã phiền phức, đã đau khổ mà vô trong chùa cũng phiền phức nữa. Thưa quý vị, không có đâu. Dù chúng ta đi vô chùa ở đây cũng là cái cõi sống, cái cõi thế gian vậy. Chỉ có khác là những con người nào mà biết tự huấn luyện tâm thì người đó sẽ được cái sự an lạc. Chỉ vậy thôi. Hôm nay sư muốn nhắc cho quý vị
những pháp cơ bản để mà giúp cho chúng ta tu tập đem đến sự an lạc. Nó có ba điều. Thứ nhất là chúng ta phải loại bỏ những cái tạp niệm, những cái phiền não. Thứ hai nữa là chúng ta phải xây dựng cái thiện pháp. Và thứ ba nữa là những gì mà chúng ta đã bỏ là chúng ta phải dứt tuyệt. Còn những gì mà chúng ta đã xây dựng thì chúng ta phải củng cố cho nó vững chắc, cho nó lớn mạnh thêm. Ba điều đó là ba điều cần thiết cho người Phật tử chúng ta, không những là trong cái mùa dân y cái thí ná, mà sau cái mùa dân y cái thí ná, tức là sau rằm tháng 10 đó, các Phật tử chúng ta ở chùa, ở nhà, chúng ta cũng vẫn tu tập theo ba cái cách đó, cho đến suốt đời là chúng ta luôn luôn có cái sự an vui. Cái này nó quan trọng lắm thưa quý vị. Cái thứ nhất là chúng ta từ bỏ cái tạp niệm. Ở đây ví như đời sống của chúng ta trong hàng ngày, cái thân của chúng ta, hôm nào mà chúng ta ăn vật thực hay là chúng ta uống nước, nước trái cây nó có nhiều chất đường, chất ngọt, chất béo, thì chúng ta nên biết rằng là chúng ta đang chứa cái độc tố ở trong người. Ăn vật thực cũng vậy, ăn những vật thực nào mà dầu mỡ nhiều hay là lên men ủ, ủ men như là tương trao chẳng hạn nhiều quá, thì coi chừng là cái cơ thể chúng ta bị độc tố. Cũng vậy, ngày nào mà chúng ta khởi lên cái phiền não tham sân si là chúng ta phải biết rằng chúng ta đang chất chứa cái độc tố trong người, trong tâm, cái nội tâm chúng ta bị độc tố. Mà một người mà đang chất chứa cái độc tố ở trong tâm đó là do phiền não tham sân si á, thì coi chừng là chúng ta chết, là chúng ta đọa sanh xuống khổ cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đâu tu la. Chúng ta đừng có nghĩ rằng là chúng ta làm phước nhiều vậy là chúng ta chết nó ổn đâu. Vua Asoka, vua Dục, từ khi mà biết Phật pháp, nhà vua đã hộ trì Tam Bảo, đã bỏ tiền ra rất nhiều để trùng tu lại, để xây dựng những cái thánh tích nơi mà Phật đản sanh thành đạo, chuyển pháp luân niết bàn, và phân chia xá lợi thành 84.000 bảo tháp để lập thờ trên khắp cõi Ấn Độ của Diêm Phù. Nhưng mà cái tánh của đức vua thì rất là bực bội, rất là nóng nảy, quen rồi. Hễ ai mà làm cái gì mà không vừa lòng, làm trái ý là vui phẫn nộ lên, quen cái thối đó, quen cái tánh đó, vua bỏ được. Thì ở trong triều đình, ở dưới quyền của vua có hai vị đại thần. Có những vị đại thần thì tùy hỷ theo cái phước báo của vua đã làm, và luôn luôn bằng cái tâm thiện quan hỷ, vua muốn cái gì thì chiều theo cái đó. Có những vị quan đại thần đó thấy vua bỏ tiền ra làm phước nhiều, cúng dường cho Đức Phật và xây dựng bảo tháp thờ xá lợi, thì họ không có hài lòng. Và cho đến một ngày kia, đức vua già yếu bệnh hoạn, đức vua mới nói với các quan đại thần: bây giờ trẫm yếu rồi, trẫm không có đi chùa được, các khanh hãy thay trẫm để mà hộ độ cúng dường cho chư tỳ kheo tăng. Nhưng mà các quan có nào có nghe đâu, họ lơ là cái chuyện đó. Khi mà vua hỏi ra thì họ không có làm cái gì hết. Ông vua cảm thấy bực bội. Ông vua mới suy nghĩ rằng khi mà ta còn khỏe mạnh,
Còn quyền lực ở trong tay đó, thì lời nói của ta như là cái tiếng rống của một con mảnh thú, là thú rừng đều sợ hãi. Bây giờ ta già rồi, cho nên không còn cái quyền lực đối với họ nữa. Tại sao vậy? Vua cũng khởi lên cái sự phẫn nộ, tức tối. Thế là ông ta mệnh chung. Khi mà ông ta mệnh chung với cái tâm sân như vậy, mới sẽ chết thành là con rắn ở trong vườn thượng uyển. Quý vị biết, cả đời làm phước mà chết thành là con rắn loài vàng xanh. Thì lúc đó tôn giả Mahinda, ngài là một vị A-la-hán, là con của vua đi xuất gia đắc A-la-hán. Ngài Mahinda, ngài mới dùng thần thông, ngài mới suy xét phụ vương đã sanh về đâu, liền thấy rằng phụ vương do cái tâm sân hận mà phải bị đọa sanh xuống khổ thú bàn xanh, xanh là con rắn. Cho nên ngài Mahinda, ngài đi về hoàng cung, ngài ra làm sao từ vườn thượng uyển, ngài mới gọi con rắn ra, ngài mới điềm chỉ cho biết tại sao đệ vương đã làm phước nhiều mà bây giờ để bị tái sanh như thế này thật là không xứng đáng. Đệ vương hãy từ bỏ hiềm hận để sanh về cõi trời, nó xứng đáng hơn. Rắn nó nghe như vậy đó, cho nên nó nhịn đói, nó không ăn uống gì hết, và cuối cùng thì nó chết do niệm tưởng cái phước báo nó đã làm, nó sanh về cõi trời. Thì ở đây thưa quý vị, chớ có xem thường phiền não. Cái phiền não tham cũng khổ, phiền não sân cũng nguy hiểm, và phiền não si mê cũng nguy hiểm. Nhất là cái phiền não mà có tà kiến càng nguy hiểm hơn. Bởi vì cái người mà tham sân si, họ có thể họ chuyển quá cái nội tâm được do nghe pháp. Nhưng mà người chấp thủ tà kiến, nhất là đoạn kiến đó, thì Đức Phật ngài dạy rằng này các tỳ kheo, có hai cảnh giới chắc chắn dành cho người tà kiến sau khi họ chết, đó là địa ngục và súc sanh. Hai cảnh giới đó thôi. Cho nên cái chuyện mà chúng ta tu tập, chúng ta cẩn thận, ngày nào mà chúng ta khởi lên cái phiền não tham, chúng ta nên biết rằng mình đang có cái độc tố trong tâm phải từ bỏ. Mình ngày nào mình có phiền não sân sanh khởi thì mình phải biết rằng mình đang nuôi dưỡng cái độc tố, đang chất chứa cái độc tố trong tâm. Ngày nào mà mình có phiền não si mê tà kiến sanh khởi thì mình phải biết là mình có độc tố trong tâm, chúng ta phải cải thiện luôn luôn, phải dẹp sạch. Hoặc sự thí dụ một cách khác, thí dụ như bây giờ quý vị bước vào trong nhà, trong phòng của quý vị, chỉ cần cái tay mà đặt lên trên cái thành ghế hay cái mặt bàn mà nghe nó nhám bụi một chút xíu đó, hay cái chân mà bước lên trên sàn nhà mà chúng ta nghe nó bị bám bụi đó, thì chúng ta biết là cái nhà mình đang bị dơ, mình đi hổng rày nó quét nó dơ. Nhưng mà nếu chúng ta lười biếng, chúng ta cứ để mặc, thì tuần lễ nửa tháng sau thì cái nhà chúng ta một lớp bụi dơ bẩn lắm, ở trong đó chúng ta sẽ bị dị ứng, sẽ bị ho, bị nhảy mũi, bị hắt xì. Cho nên chúng ta phải lập tức là chúng ta phải quét dọn cái nhà cho sạch sẽ. Cái nội tâm của chúng ta cũng vậy, chúng ta phải bỏ đi những cái tà niệm, những cái ác pháp, những cái phiền não chớ chất chứa ở trong lòng. Đó là cái việc thứ nhất. Cái việc thứ hai đó là chúng ta phải xây dựng cái thiện pháp. Ví như một người nông dân, họ có một cái thửa vườn, với cái miếng đất vườn đó họ phát quang làm cỏ sạch sẽ trống trải. Nhưng mà làm cỏ cho sạch sẽ trống trải chưa đủ thưa quý vị,
Làm cỏ sạch sẽ cũng giống như là chúng ta bỏ đi cái phiền não. Nhưng mà chúng ta, người nông dân sau khi làm cỏ sạch sẽ trống trải, họ phải biết trồng những cái loại cây tre, cây ăn trái. Đâu có cần thiết thì chúng ta phải trồng nhiều. Thí dụ bây giờ chúng ta trồng ở sau hè một cây bưởi, một cái gốc xoài, gốc mận hay gốc nhãn. Hồi xưa sư về quê ngoại, ông ngoại xưa ở có miếng vườn ở trước nhà sau nhà, ông trồng đủ thứ hết. Hễ ông ngoại có cái cây gì thì trồng cây đấy. Ông ngoại thường nói rằng là kệ đó, bây giờ mình cứ việc trồng cái cây đó rồi bỏ quên chừng năm hai năm ba năm gì đó, cây lớn lên nó có trái, con cháu nó đi về nó có mà nó hái nó ăn, nó trèo nó hái ăn. Cũng vậy, nội tâm chúng ta về chúng ta dẹp phiền não cỏ dại thì được rồi đó. Nhưng mà chúng ta phải biết xây dựng thiện pháp. Cũng giống như một người trồng cây ở trong khu vườn vậy. Thì thiện pháp ở đây quý vị nhớ như thế này, nó đơn giản lắm. Chúng ta có một cái bánh, có người bạn đến chơi chúng ta, một là nhường hết cái bánh cho họ, hay là chúng ta bẻ làm đôi, nếu có bánh to cắt làm đôi làm ba gì đó để chia mỗi người biết ăn lấy thảo, cái đó cũng là một thiện pháp. Còn nói chi là cái sự bố thí, cái sự cúng dường thì cái đó là càng tốt, một thiện pháp. Một cái thiện pháp thứ hai đó là trong cái cuộc sống của chúng ta luôn luôn chúng ta có một nguyên tắc sống giữ giới, biết tôn trọng cái mạng sống của chúng sanh khác, chúng ta không sát hại, biết trân quý người khác, khi họ có tài sản chúng ta đừng có trộm cắp tài sản của họ, thì như vậy cũng là một thiện pháp. Rồi trong đời sống hàng ngày, thưa quý vị, một chuyện nhỏ thôi, thí dụ như chúng ta đi ra đường, chúng ta thấy một em bé học sinh, học trò, hay là một người già cả lớn tuổi mà họ muốn đi qua đường nhưng mà họ e ngại bị xe cộ qua lại nhiều quá, lúc bây giờ chúng ta dừng chân lại, chúng ta dẫn họ đi qua đường, cái đó cũng là cái cách lợi hành, cũng là một cái chuyện làm phước. Một cái chuyện nhỏ như vậy mà chúng ta không làm được thì hỏi làm sao một cái thiện pháp lớn mà chúng ta có thể làm được. Cho nên Đức Phật Ngài dạy rằng chớ có khinh thường cái việc thiện nhỏ, đừng có cho rằng nó không có kết quả. Từng giọt nước nhỏ dần lâu ngày sẽ đầy tràn. Cũng vậy, người trí thấm nhuần phước báo là do nhờ làm từng chút lần ít hễ mà chúng ta ăn cắp một quen tay thì ngược lại chúng ta hay chia sẻ cho người khác, hay bố thí cho người khác, cái đó chúng ta cũng quen tay vậy. Mình trồng một cây ớt nó có nhiều trái, mình ăn đâu có hết, bà con lối xóm họ đi ngang họ thấy trái ớt hiểm đỏ ở trên cây, họ xin vài trái về ăn cơm, chúng ta vui vẻ thôi. Nó có nhiều trái lắm cho nên bà con muốn ăn hái ăn, nhưng mà đừng có lặt cành thôi, nhắc họ vậy, nhưng mà sẵn sàng cho. Đó cũng là cái cách để chúng ta làm phước. Còn cái chuyện mà chúng ta giữ giới hay là chúng ta có pháp cung kính, chúng ta cũng là một chuyện cũng làm phước. Bây giờ chúng ta cung kính, chúng ta đi đến chùa, nhớ chúng ta có cái ý chút xíu. Chánh điện là cái tịnh thất của Đức Phật, chánh điện này là đúng là cái tịnh thất của Đức Phật. Bây giờ chúng ta tụ họp lại, chúng ta ngồi trước mặt Ngài thì
ngồi nghe pháp. Sư thay mặt Đức Phật để sự thuyết pháp cho quý vị nghe. Thành ra khi mà chúng ta bước lên chánh điện, chúng ta có ý chút xíu là chúng ta đừng có mang giày mang dép mà đi luôn tuồn ở trên này. Chúng ta bỏ dép ở ngoài, cái dép nó không có quý bằng cái thiện pháp đâu. Tiền thân của vua Bình Sa Vương đó, trong kiếp xa xưa là một vị vua mà do mang giày mang dép, có cái sự bất kính mà dẫm đạp lên trên cái nền tháp thờ Xá Lợi của một vị Phật Kassapa ở trong quá khứ, mà bây giờ phải chịu cái quả là người ta cắt cái ngón chân, cắt cái gót chân, người ta chà sát cái muối và ta hơ trên lửa khiến cho vua đau và chết. Cái đó là chú giải nói rằng là do cái quả đó. Còn ở trong Thanh Tịnh Đạo có giải thích cái thiện pháp của ông vua. Có một người thiện nam đó, ông đến chùa qua ở bên Tích Lan ấy, thưa quý vị, có những tượng Phật Lộ Thiên, và ở phía trên người ta có, ở phía sau người ta dựng lên cái bảo cái để che trên đầu ngài che nắng. Nhưng mà bảo cái đó lâu ngày đó, nó bị rách, bị lủng một lỗ, lủng lỗ nắng xuyên xuống và nó rội trên thân của Đức Thế Tôn. Ông thị nam ông nhìn quanh quá, ông suy nghĩ thương quá, Đức Thế Tôn ngồi đây bị nắng, cái anh ta không có gì, anh ta mới cúng dường cái chiếc dép, anh ta lấy chiếc dép để lên trên cái bảo cái để che nắng cho ngài, tác ý gì. Cái ông thị nam này ông chết, ông sanh lên cõi trời. Thì cái chuyện đó hồi sau phân giải. Rồi một thiện nam khác qua ngày sau, qua vài ngày sau có một thiện nam khác nữa đi đến chùa. Ông ta sau khi mà quét dọn sạch sẽ ở dưới cái nền tháp, nền tam cấp chỗ Đức Phật ngồi đó, ông ta nhìn lên trên, sao ông ta thấy trên bảo cái ai để được chiếc dép gì đó. Cái thiện nam ông nghĩ rằng ai mà bất kính như vậy, vô phép như vậy. Dép là cái vật hạ tiện ở dưới đất, ở dưới gót chân, mà giờ đem để trên cao hơn Đức Phật, để trên đầu Đức Phật là không nên. Cho nên anh ta vì cái lòng cung kính Đức Phật, anh ta mới lấy bỏ xuống. Ở trong chú giải nói rằng anh ta cũng được cái phước báo, anh ta sanh về cõi trời. Một người thì để chiếc dép lên cố ý là để che nắng cho Đức Phật, bảo phước. Một người vì cung kính Đức Phật, không muốn để cái vật hạ liệt ở trên đầu ngài, cho nên lấy đem bỏ xuống. Vậy mà cả hai người chết sinh cõi trời. Chắc hai vị chư thiên nó gặp nhau hỏi hỏi chuyện nhau, hỏi ngài sanh cõi trời đây do cái gì. Người nói do tôi để dép trên đầu Đức Phật, còn có người nói do tôi lấy dép xuống. Hai cái chuyện nó mâu thuẫn nhau nhưng mà lại có kết quả giống nhau, là do tâm thôi thưa quý vị. Chúng ta phải hiểu do tâm thôi. Thật ra nói đến cái chuyện mà xây dựng phước báo đó, thì thưa quý vị thôi, chúng ta một ngày không biết bao nhiêu là cái chuyện để làm phước. Cũng như quý vị từ nhỏ đến lớn nói một cái chuyện mà làm ác đó, thì biết bao nhiêu chuyện để làm ác. Giết còn kiến còn mối, hay là đi ngang qua thấy cái khu vườn của người ta có trái cây, trái cà, trái ớt, lén ăn cắp. Cái đó cũng là tạo bất thiện nghiệp. Tại sao cái chuyện bất thiện chúng ta làm được, mà cái chuyện thiện mà chúng ta không làm được là sao? Không thể nào mà chúng ta nói rằng tại không có cơ hội để làm thiện. Không phải, tại mình không chịu làm thôi. Chứ nếu mà mình chịu làm thì biết bao nhiêu cơ hội. Chúng ta đâu có tệ hại hơn cái hai anh thị nam mà để dép lên trên cái bảo cái rồi lấy dép đem xuống đó. Cái chuyện ít như vậy, nhỏ như vậy mà người ta còn làm được, với cái tâm thiện thì chúng ta vẫn có thể làm thiện được. Đó là chúng ta xây dựng thiện pháp. Còn vị xuất gia đó thưa quý vị, mắc cái gì đời sống xuất gia, biết bao nhiêu cái thời gian rảnh rỗi. Một ngày mình mở kinh ra, mình xem, mình đọc một câu Phật ngôn thôi, học thuộc lòng một câu Phật ngôn thôi, một câu kệ
phát cú thôi cũng là đã tạo cái phước báo rồi. Tại sao mình bỏ cái thời gian để mà nói chuyện sang đàn được, nhưng mà cái chuyện đó chúng ta làm không được là sao? Vô lý. Tại chúng ta không chịu làm. Hoặc là chúng ta làm cái này chút cũng được. Đức Phật dạy rằng này các tỳ kheo, một người khởi lên một cái tâm từ mong cho tất cả chúng sanh được sự an vui, đừng có khổ đau, chỉ khởi lên một cái tâm niệm như vậy thôi cũng là phước báo vô lượng. Chút xíu thôi thưa quý vị. Này các tỳ kheo, cũng ví như cái thời gian của một người khỏe mạnh mà họ đang co tay, họ duỗi tay ra, họ đang duỗi tay, họ co tay lại vậy, nó nhanh như thế. Chúng ta chỉ cần khởi lên tư tưởng an trú tâm từ là chúng ta có phước báo cũng vô lượng. Tại sao chúng ta có thể ngồi 5-10 phút, cái bà hàng xóm bà chửi mình hồi sáng, tự nhiên mình về mình bực bội, mình suy nghĩ, mình quyền rủa bà, mong sao cho bà bị tai nạn và chết, hay bà bị đột quỵ bà chết đi. Chúng ta suy nghĩ gì được? Tại sao chúng ta không suy nghĩ về tâm từ tâm bi được sao? Chúng ta phải được thôi. Cái đó cũng là tạo thiện pháp. Cho nên quý vị cố gắng. Rồi khi mà đã dẹp bỏ được cái tà niệm ác pháp thì chúng ta phải quyết tâm là phải làm cho ác pháp đó đừng bao giờ sanh khởi được. Còn những thiện pháp mà chúng ta đã xây dựng được thì chúng ta hãy làm cho trở thành Bhakkatupanisadapajaya, là làm thành cái tập quán, cái thói quen. Cứ gìn giữ thiện pháp đó hoài. Cũng như hàng ngày chúng ta có thói quen, hãy ăn xong là phải đi đánh răng, đi súc miệng cho nó sạch, chứ để khó chịu lắm. Đi đâu về là chúng ta phải tắm rửa cho nó sạch sẽ. Cũng như thế nào thì chúng ta phải làm cho mình có cái thói quen là gìn giữ duy trì thiện pháp, là luôn luôn để cho cái thiện pháp nó sinh khởi. Cái đó cũng dễ lắm thưa quý vị. Không nỗ lực thì không có cái gì thành tựu. Nhưng mà hãy chúng ta có sự cố gắng thì chúng ta sẽ thành công. Người ta nói rằng đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Thiện pháp tu tập không khó, mà chỉ khó là tại vì mình không muốn làm, mình không thấy được cái sự lợi ích của thiện pháp. Cho nên các Phật tử chúng ta phải nhớ, mỗi lần mà trong cái mùa dân y sư đi đến rồi chùa này chùa kia, sư thuyết pháp trong lễ dân y, sư để ý sư thấy các Phật tử đi chùa thì nhiều, thấy quý vị làm phước bỏ tiền bạc ra thì nhiều đó, nhưng mà quý vị sắp xếp dọn dẹp cái tâm thiện của mình nó không có mấy người để dọn dẹp cho nó đẹp. Mà chính vì cái tâm không khéo dọn dẹp đó, không dơ khéo sắp xếp đó, cho nên cái tâm làm phước là làm phước, nhưng mà vẫn ô nhiễm là ô nhiễm. Cho nên cái này chúng ta phải cố gắng. Thí dụ bây giờ mọi người Phật tử tự nhiên ở nhà thì có tâm quan hỷ muốn đi chùa để làm phước, mới vừa đi chùa cái gặp cái chuyện phiền não cái chữa lộn, cái tự nhiên ơi bột miệng nói rằng bữa nay lỡ đi thôi nha, từ nay về sau tôi nhất định không đi chùa nữa. Chết chưa? Chết liền tại chỗ. Khi mà chúng ta tuyên bố một câu là từ nay về sau tôi không đi chùa nữa là chúng ta đã ngăn chặn thiện pháp của mình rồi. Cái tác ý nó ghê gớm lắm thưa quý vị. Cho nên đừng bao giờ chúng ta nói, hãy cẩn thận. Đức Phật đã dạy hai câu phát cú: Manupapangama Thamma Manusitha Manumaya,
mình đặt sạch chế và đút thì nó pha xí tư qua cà rô tư qua tà tu năng lúc không anh quy tí chắc cần quá quá hà tô ba đăng ý dẫn đầu phật các pháp ý làm chủ ý tạo. Nếu nói hay hành động với tâm từ ô nhiễm đau khổ sẽ theo sau như bóng không rời hình. Câu thứ hai Đức Phật ngài dạy rằng manupapang gama thamma manusitha manomaya manasacce và sanena pha sát tinh qua karo tinh qua tato năng xuất cầm anh quy tý cha già quá anh ba dinh đi ý dẫn đầu các pháp ý làm chủ ý tạo. Nếu nói hay hành động với tâm tư thanh tịnh hạnh phúc sẽ theo sau như bóng không rời hình, chỉ có vậy thôi. Cho nên cái tâm này phải giữ, cái đó chúng ta mới thật sự là chúng ta tu tâm đó, dưỡng tánh. Chứ còn đừng có nói rằng cần gì phải đi chùa, chỉ cần ăn hiền ở lành được rồi. Ăn hiền là ăn gì? Ở lành là ở thì sao? Không lẽ ăn hiền là ăn những cái thức ăn mà nó không có bị độc gọi là ăn hiền, mặc quần áo mới gọi là ở lành, làm vậy sao? Không phải. Người nào mà cái tâm không tham không sân không si và tu tập các thiện pháp thì người đó mới gọi là người ăn hiền ở lành. Cho nên chúng ta phải nhớ vậy. Thì bây giờ cái này là sư chỉ bày ra cho quý vị thôi. Còn mỗi người chúng ta có cái đời sống khổ hay là hạnh phúc là do tự chúng ta quyết định lấy. Tự mỗi người chúng ta có cái thẩm quyền là quyết định cái số phận của mình. Nhưng mà một khi mà chúng ta đã bị phiền não, chất chứa phiền não và từ bỏ thiện pháp thì sau này chúng ta khổ. Chúng ta đừng có nói rằng tại sao người khác sung sướng mà tại sao tôi đau khổ. Đừng có nói, cái đó là do mình thôi trong quá khứ. Văn cầm măng kết xà mi ca là gia năng qua pa pa căng qua ta sa đà dô đô phong quý xà mi. Ta đã làm cái việc tốt việc xấu gì thì ta sẽ là người thọ lãnh cái quả báo của cái điều thiện ác đó. Nhớ cái câu Phật ngôn Đức Phật ngài dạy. Thì hôm nay sư có một vài lời để chia sẻ với quý vị trong cái thời pháp nhân ngày lễ Dương Y Ca Thi Ná. Bây giờ cũng đã đến thời gian kết thúc để chúng ta bắt đầu cho cái chương trình khác trong buổi lễ Dương Y. Sư chi phước này đến tất cả chư tăng tu nữ Phật tử chúng ta, mong cho tất cả được sự vui tiến hóa tu hành tinh tấn ngõ hầu thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi trong tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.